thưa quý vị khán giả Đà Lạt là một điểm đến khiến chúng ta mê mẩn bởi vẻ đẹp mơ mộng và cảnh sắc thiên nhiên nơi đây và chắc hẳn khi mà chị Quỳnh Anh đến với Đà Lạt thì chúng ta cũng rất là đắm say với khung cảnh ở đây đúng không? Vâng và, và để mà nói là điều mà tôi ấn tượng nhất về Đà Lạt thì chắc chắn rất là khó có thể tìm được cái điểm nào bởi vì là à, thực sự là tôi rất là yêu thích thành phố này bởi những làn sương khói và đặc biệt khi mà có dịp đứng trên cao nhìn xuống thành phố lấp lánh huyền ảo chúng ta mới thấy được hết cái vẻ đẹp khó tả của sơ mùa nơi đây đấy. Ạ vâng chúng ta vẫn hay gọi thành phố Đà Lạt đó chính là thành phố mùa sương dạ. à, thưa quý vị sở dĩ mà có cái tên như vậy bởi vì Đà Lạt có nét đẹp của thiên đường mà thơ văn nhạc quạ đã tụng ca sương mù trở thành cảm hứng là chất xúc tác khiến cho thiên nhiên núi non hồ thác thành phố và con người Đà Lạt cũng trở nên thơ mộng hơn nữa và một khi đã đến Đà Lạt thì không thể nào mà chúng ta bỏ qua việc đi ngắm sương mai đúng không ạ vâng ạ, bản thân tôi rất là yêu thích cái nét đẹp này ở Đà Lạt thưa quý vị à, tuy nhiên thì phải nói một điều rằng là dù là đặc sản của Đà Lạt đi chăng nữa thì thì cũng rất là khó, ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp ở nơi đây. Mới đây thì những du khách cũng đã có dịp đặt chân đến thành phố Sương Mù và cũng đã có chia sẻ rằng là may mắn tận hưởng được cái khung cảnh ở đây. Và sau đây thì giờ mời quý vị cùng theo dõi những khung ảnh đặc biệt như thế này. Trong group hôm nay tôi ăn gì, bạn Châu Trung Nghĩa đã chia sẻ những hình ảnh Đà Lạt mờ sương với dòng trạng thái. Ngay bây giờ, ngay lúc này ở Đà Lạt, sương phủ trắng xóa, nhiệt độ còn 16 độ C bài đăng đã thu hút gần 150 lượt chia sẻ với hơn 1.000 bình luận. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng háo hức, không ngại lập kèo rủ nhau là một chuyến du lịch đến Đà Lạt ngay. Với khách du lịch, không khí lành lạnh kèm theo hiện tượng thời tiết đặc biệt như sương mù lại là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Trong làn sương lãng mạn, du khách có thể dạo quanh hồ Xuân Hương, lang thang qua các dãy nhà im lìm, ngắm nhìn phố phường để cảm nhận không gian tĩnh mịch, lặng lẽ của thành phố xứ sở mộng mơ. vâng chắc hẳn là sau khi xem những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng cảm nhận được cái không khí lành lạnh xe xe lạnh của đà lạt báo hiệu một mùa xuân đang sắp về trên thành phố này vâng một chút xe xe lạnh một chút hơi ấm của làng khói xương rồi từ từ nó ấm áp dịu ngọt bao trùm khắp các cái thung lũng cũng là lúc mà sắc xuân dần tràn về trên khắp phố phường của xứ sở ngàn qua vâng và có thể nói là cái thời tiết của Đà Lạt thì biến hóa rất là nhanh đúng không ừ. ạ? Vừa có cái bút giá nhưng mà cũng có cả những hơi ấm của ánh nắng chiếu rọi nữa. Vậy nên mà nếu quý vị có kế hoạch săn sương thời điểm này hoặc là trong dịp lễ sắp tới thì cũng có thể là chuẩn bị thật kỹ những cái áo ấm cho mình để có một sức khỏe tốt này, thỏa sức khám phá tất tần tật những địa điểm ăn chơi ở Đà Lạt. À, còn tiếp theo thì không biết là anh Việt Cường sẽ đem đến những thông tin gì đấy? Ạ? Một thông tin mang tính cảnh báo đặc biệt là đối với những ai mà đang đi đến những cái thành phố cao nguyên như là ở Đà Lạt cũng là một cái thành phố cao nguyên. Thưa quý vị mới đây một thành phố khác và một cái sự việc hy hữu vừa xảy ra tại khu vực đồng mỏ của Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn. Trong khi người dân đang say giấc ngủ thì hai tảng đá lớn ở trên núi đã bất ngờ lăn xuống khu vực nhà dân đang sinh sống ở đây và rất may không có thiệt hại về người. Sự việc này đã được nhiều trang mạng xã hội và báo điện tử đưa tin chi tiết. Theo đó, mỗi tảng đá nặng khoảng 50 kg lăn xuống mạnh, làm thủng một góc tường, mái nhà, sàn nhà và làm hỏng một số vật dụng trong nhà của bà Phạm Thị Thê, khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mô, huyện Chi Lăng. Thị trấn Đồng Mỏ của huyện Chi Lăng rất may lúc đá rơi chủ nhà đã kịp chạy thoát nên không gây thiệt hại về người. Được biết gia đình bà Phạm Thị Thê thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ngay sau sự việc trên, cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng, hội chữ thập đỏ thị trấn Đồng Mỏ đã đến thăm hỏi, động viên giúp cho gia đình bà thê dọn dẹp hiện trường. Vâng và cũng xin thông tin đến quý vị khán giả đó là theo lãnh đạo thị trấn Đồng Mỏ, khả năng do trận mưa kéo dài những ngày qua đã khiến cho mạch liên kết của tảng đá đất gãy dẫn tới là đá lăn xuống khu vực của nhà dân. Và hiện tại thì dọc dãy núi này có khoảng chục hộ dân sinh sống, người dân và cơ quan chức năng cần phải giả soát xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ đá lở để tránh hậu quả đáng tiếc về người và của. Trong phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ đến với các thông tin được báo chí mạng quan tâm và đăng tải. Thưa quý vị, trong thời điểm này, thì trong các gian hàng bán quà lan hồ điệp ở nhiều địa phương, các thợ cắm qua đang làm việc tất bật để phục vụ nhu cầu mua sắm qua Tết của người dân. Cận Tết, nhu cầu chơi lan tăng cao, thợ kích lan phải chạy xô mới hết việc. Trang điện tử của báo Tiền Phong đã đưa tin chi tiết. Để có được những chậu lan hài quà và đều màu, người thợ yêu cầu phải có thẩm mỹ tốt, khéo léo và sáng tạo. Thợ cắm lan không thiếu nhưng để tìm được thợ giỏi cắm đẹp là điều không hề dễ dàng. Tiền công trả cho thợ cắm lan tính theo cành bình, mỗi cành từ 15 đến 20 ngàn đồng. Tùy vào tay nghề và quy tính của người thợ, mỗi ngày người thợ có thể cắm hoàn thiện từ 400 đến 500 cành. Ngày cao điểm thu nhập của người thợ có thể lên đến từ 4 đến 5 triệu đồng một thợ. Thưa quý vị, những ngày này hàng trăm hộ dân xã Bình Phục của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang tranh thủ trời nắng, ra đồng từ sớm để thu hoạch mặt hàng nông sản là củ kiệu ăn Tết. Theo ghi nhận năm nay thì thời tiết mưa nhiều, kiệu đẻ nhánh nhiều nên là củ bé và năng suất giảm, thu nhập của nông dân cũng giảm từ 30 cho đến 40%. Theo trang báo điện tử VN Express, xã Bình Phục là vùng trồng kiệu lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Củ kiệu nơi đây nổi tiếng thơm, giòn và ngọt, phục vụ thị trường Tết tại nhiều tỉnh thành Tây Nguyên, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, người dân trong xã trồng khoảng 140 ha cây kiệu, năng suất bình quân 250 kg một sào, giảm 50 kg một sào so với năm trước. Thu nhập giảm, song so với lúa thì cây kiệu vẫn hiệu quả hơn và đạt hơn 200 triệu đồng một hectare. Thưa quý vị, Vietnam Airlines Group bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco vừa phát đi thông báo tiếp tục tăng thêm hơn 66.200 ghế, tương đương khoảng 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết, kéo dài từ ngày 25 tháng 1 đến 24 tháng 2, tức là từ 15 tháng chạp năm quý mão đến 15 tháng giêng năm giáp Thìn Tờ báo Thanh niên Điện tử đưa tin chi tiết. Đợt tăng chuyến này nâng tổng số chuyến bay toàn mạng nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines trong dịp cao điểm Tết lên sắp xỉ 2,64 triệu ghế, tương đương 12.374 chuyến bay. Trong giai đoạn cao điểm Tết do nhu cầu đi lại tăng cao, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cần chủ động lên kế hoạch mua vé máy bay từ sớm. Do lo ngại công an kiểm tra nồng độ cồn, vì vậy mà nhiều người đã tăng mua bia không cồn. Doanh nghiệp sản xuất phân phối đang đẩy mạnh bán cả bia, nước trái cây đồng độ cồn thấp và không có độ cồn trong dịp Tết này. Theo trang tuổi trẻ online, thay vì chọn bia 4 đến 5 độ cồn như mọi năm vào dịp Tết, năm nay nhiều người tiêu dùng đã xác định chỉ mua dòng ít cồn, không có cồn. Ngoài sản phẩm trong nước, hiện trên thị trường xuất hiện nhiều dòng bia, nước trái cây ngoại nhập có độ cồn thấp hoặc không có cồn. Giá bán khá cạnh tranh. Trên các trang mạng, người tiêu dùng dễ dàng tìm mua nhiều dòng bia nhập khẩu có độ cồn thấp từ Đức, Hà Lan, Nhật Bản với giá bán lẻ phổ biến từ 25 đến 70.000 đồng một lon tùy loại. Theo các chuyên gia y tế, uống bia không cồn với số lượng nhiều cũng không gây say, không ghi nhận có cồn trong máu nên thổi nồng độ cồn sẽ không lên. Nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong 3 ngày liên tục, các lớp mẫu giáo nhà trẻ trường tiểu học có thể xem xét cho học sinh nghỉ học. Đó là một trong số các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe được nêu ra trong văn bản của Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế gửi đến các địa phương trước ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm không khí, tờ VTC News đã đưa tin chi tiết. Để bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, cục quản lý môi trường y tế xây dựng khuyến cáo phòng chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe. Theo đó, khi chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại tức AQI ở mức từ 301 đến 500 có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư.